Chào mừng các anh chị và các bạn đến với chuỗi đầu tư giá trị từ A đến Z dành cho các anh chị mới tham gia cùng AZ Fin Việt Nam. Ở trong chuỗi này, chúng tôi mang đến các nội dung về quản lý tài chính cá nhân và đặc biệt đó chính là những kiến thức chuyên sâu về đầu tư giá trị từ A đến Z nhằm giúp các anh chị, các bạn có thêm những kiến thức, kỹ năng để có thể trở thành một nhà đầu tư chuyên nghiệp trên thị trường chứng khoán Việt Nam. Xin kính chào quý anh chị nhà đầu tư và các bạn đến với chuỗi đầu tư giá trị từ A đến Z. Trước khi vào phần thứ tư, đó là chiến lược đầu tư cổ phiếu dài hạn như thế nào cho hiệu quả, thì chúng ta sẽ cùng review lại phần thứ ba, hai kênh tài sản đầu tư dài hạn hiệu quả nhất. Thì hiện nay có rất nhiều các kênh đầu tư, ví dụ như gửi tiết kiệm cũng là một kênh đầu tư. Thì kênh này có cái vai trò thanh khoản rất tốt, nhưng về cơ bản sinh lời thì không đáng kể, chỉ đủ bù lạm phát, thậm chí còn không được. Kênh thứ hai là kênh vàng, thì đây là một kênh giữ giá trị hoặc có giá trị vô cùng tốt trong những cái giai đoạn bất ổn, kể cả về chính trị, chiến tranh vân vân, nhưng về mặt sinh lời thì cũng ở mức trung bình, không được cao. Và có hai kênh nổi trội nhất, đó chính là bất động sản và chứng khoán, mang lại lợi nhuận rất cao từ năm 1802 đến năm 2012 ở Mỹ, vượt trội rất nhiều lần so với các kênh khác. Hay là ở Úc thì cũng có kênh cổ phiếu và bất động sản đều vượt trội mạnh. Vậy ở Việt Nam trong tương lai thì AZFIN cũng đánh giá đó là có kênh cổ phiếu và bất động sản vẫn vượt trội, bởi vì đó là tăng trưởng kinh tế Việt Nam dự báo top đầu thế giới trong 10 năm tới. Tỷ lệ đô thị hóa ở Việt Nam khiến bất động sản hấp dẫn. Tỷ lệ nhà đầu tư tham gia thị trường chứng khoán còn thấp và đang tăng mạnh thì cũng khiến thị trường chứng khoán hấp dẫn. Như vậy, chúng ta hãy tập trung vào hai kênh này là hai kênh chính để mang tính chất sinh lời dài hạn bền vững cho chúng ta. Và sau đây chúng ta sẽ vào nội dung chi tiết từng phần như sau. Đó chính là phần thứ tư, chiến lược đầu tư cổ phiếu dài hạn hiệu quả. AZFIN ngày 23 tháng 10 năm 2023. Đầu tiên, muốn thành công thì theo chúng tôi đó là cần phải học hỏi từ người giỏi nhất. Và đối với đầu tư cổ phiếu dài hạn, giỏi nhất chính là cụ Warren Buffett. Nếu mà cụ ấy không đem tiền đi từ thiện thì rõ ràng đến năm 2023 tổng tài sản có thể lên đến gần 300 tỷ đô, tức là người giàu nhất thế giới. Và đây là một tấm gương cho bất kỳ một nhà đầu tư dài hạn nào muốn thành công. Tiếp theo, người giàu thì thường có tầm nhìn xa, người nghèo thì nhìn lợi trước mắt. Điều này có thể ví dụ không những về đầu tư mà còn về kinh doanh cũng thế. Như chúng ta đã thấy, ví dụ như các tập đoàn Coca-Cola hay nhiều các tập đoàn lớn ở trên thế giới đến Việt Nam kinh doanh chẳng hạn, họ sẵn sàng thậm chí chịu lỗ 3 năm, 5 năm, 10 năm nhằm mục đích để chiếm lĩnh, thống trị thị trường và sau đó mới thu được những cái khoản lợi nhuận cách xù lớn về sau này. Hay như ở trên thị trường Việt Nam chúng tôi cũng nhận thấy, ví dụ như tập đoàn Hòa Phát chẳng hạn, có những giai đoạn họ sẵn sàng giảm giá xuống để lấy được cái thị phần của mình, từ đó khiến cho các đối thủ không thể cạnh tranh được và rời bỏ thị trường. Khi đó thị phần của họ tăng và khi kinh tế trở lại thì họ sẽ là người thống lĩnh và có được nhiều lợi nhuận nhất. Hay như ở trường hợp Thế Giới Di Động, trong nhiều năm qua Thế Giới Di Động đã liên tục mở rộng và có những chiến lược khiến cho các cái đối thủ rời bỏ thị trường. Họ có thể hy sinh lợi nhuận ngắn hạn nhưng kiếm được cái thị phần dài hạn. Từ đó, khi nền kinh tế trở lại thì rõ ràng họ sẽ là những người được hưởng lợi lớn nhất, hiệu quả cao nhất. Tiếp theo, đối với đầu tư thì chúng ta cũng cần phải có tầm nhìn dài hạn như vậy. Bởi vậy cho nên đầu tư dài hạn một cách bền vững sẽ mang lại cái hiệu quả rất cao. Và sau đây thì tôi sẽ đi chi tiết vào những cái nội dung giúp chúng ta có thể học hỏi thêm phần nào, từ đó ứng dụng vào việc đầu tư dài hạn sao cho hiệu quả nhất. Thứ nhất là quý vị nhà đầu tư hãy chuyển cái thời gian nhìn bảng giá sang học tập. Thì như cụ Warren Buffett đã từng chia sẻ, nếu không biết thì đừng có bỏ tiền vào. Thế do đó chúng ta đầu tư vào kênh này, coi nó là một kênh phân bổ tài sản để có thể sinh lời dài hạn trong tương lai, thì chúng ta phải hiểu rất rõ về kênh này. Và trên thị trường chứng khoán thì nhà đầu tư thường mất nhiều thời gian nhất, đó là nhìn bảng điện tử, trong khi nó không mang lại thứ gì ngoài cảm xúc nhất thời, thậm chí khiến nhà đầu tư mất lý trí. Do đó đây là những khoảng thời gian về cơ bản là rất lãng phí. Tất nhiên trừ những nhà đầu tư chết đinh thì họ không phải dài hạn, thì họ cần nhìn bảng, đó là chuyện khác. Tiếp theo, để có thể mua
các cái món đồ vài trăm ngàn đồng thì người ta sẵn sàng bỏ cả ngày để tìm hiểu. Nhưng khi mua một cổ phiếu hàng trăm triệu, thậm chí hàng tỷ đồng thì người ta lại không biết doanh nghiệp làm ăn như thế nào, làm ăn gì, thậm chí nhiều nhà đầu tư còn không biết tên của doanh nghiệp là gì, mà cơ bản họ chỉ biết ba ký tự, tức là ba cái ký tự của mã cổ phiếu niêm yết mà thôi. Điều này cho thấy một cái sự phi lý vô cùng lớn. Bởi vậy cho nên nhà đầu tư muốn đầu tư dài hạn thành công, trước tiên phải chuyển hết cái thời gian nhìn bảng giá không có hữu ích sang việc học tập, nghiên cứu, phân tích, đánh giá để hiểu sâu về doanh nghiệp, hiểu sâu về chiến lược đầu tư và xây dựng một danh mục đầu tư hiệu quả. Và thứ hai là nhà đầu tư cần phải xây dựng tư duy đầu tư giá trị, bởi vì đầu tư dài hạn thì chúng ta không thể dựa vào những cái gọi là hên xui, may mắn được, mà cần phải dựa vào những cái nền tảng đầu tư một cách vững chắc, hay nói cách khác là đầu tư giá trị. Và để đầu tư giá trị được thì trước tiên chúng ta hãy xây dựng cái thói quen tích tiểu thành đại mà cha ông chúng ta, những người Việt Nam rất giỏi trong việc này. Vạn dặm đều bắt đầu từ những bước chân, và không có một cái thành tựu nào thành trong một sớm một chiều cả. Và chúng ta hãy cố gắng tích lũy những cái khoản tiền nhỏ của mình hàng tháng, hàng quý, hàng năm để có thể tích sản đầu tư, và từ đó khi đó lợi nhuận rồi là tài sản của chúng ta tăng dần theo thời gian, tăng dần cùng kiến thức, từ đó nó sẽ trở nên bền vững hơn và nó ở với chúng ta lâu hơn. Và cái triết lý thứ hai trong cái việc xây dựng tư duy đầu tư giá trị đó chính là đứng trên vai người khổng lồ. Ở đây đó chính là chúng ta năng lực thì cũng chỉ có hạn trong cái chuyên môn của chúng ta mà thôi. Còn cái tiền của chúng ta thì chúng ta nếu không đủ giỏi để có thể tự kinh doanh sinh lời cao thì hãy lựa chọn những cái doanh nghiệp tốt, những doanh nghiệp hàng đầu, những doanh nghiệp hiệu quả nhất đất nước, để từ đó gửi gắm một phần vốn của mình cho họ vận hành kinh doanh cho mình, và từ đó họ sẽ trả cổ tức, trả lợi nhuận cho chúng ta trong tương lai. Thì do đó là biết mượn sức người khác thì sẽ hiệu quả cao. Và cái thứ ba ở đây đó là trong cái tư duy đầu tư giá trị bền vững thì lâu dài thì mới có thể vận dụng được cái lãi suất kép một cách tối đa, tối ưu nhất trong cái việc đầu tư của mình. Và ở phần thứ ba đó là nhà đầu tư cần phải xây dựng một chiến lược, tạo ra danh mục dòng tiền thụ động, thì từ đó đầu tư dài hạn nó mới bền vững lâu dài và mang lại được cái nguồn thu nhập cao cho chúng ta hướng đến nghỉ hưu, hướng đến tự do tài chính. Thì cái dòng tiền thu nhập thụ động thì sẽ giúp chúng ta thực hiện được các cái ước mơ và tự do tài chính. Và yếu tố thứ hai là tập trung vào giá trị, vào dòng tiền thay vì giá cổ phiếu. Bởi vì hiện nay đa phần các nhà đầu tư bị giá cổ phiếu làm quên đi mất cái mục tiêu đầu tư của chúng ta là gì. Từ đó họ bị cuốn theo thị trường và hành động rất dễ bị sai lầm, và cuối cùng là thường là thua lỗ rất lớn. Bởi vì về cơ bản họ chỉ tập trung vào giá thị trường mà không biết giá trị của doanh nghiệp như thế nào. Còn đối với những nhà đầu tư dài hạn muốn thành công thì rõ ràng họ phải tập trung vào giá trị rất nhiều. Tức là họ mua cổ phiếu khi giá thấp hơn giá trị rất nhiều. Và họ nhìn vào giá trị đó để xác định được rằng cái tài sản của mình đang đi đến đâu. Họ nhìn vào cái dòng tiền danh mục đó mang lại để biết được rằng chúng ta đã được bao nhiêu phần của chặng đường xây dựng dòng tiền tự do tài chính chẳng hạn. Từ đó họ có thể giữ được những cái cổ phiếu tốt lâu dài qua thời gian và hưởng lợi tốt nhất từ lãi suất kép. Tiếp theo thì cái kênh đầu tư chứng khoán là một cái kênh tạo dòng tiền cao nhất và vẫn tăng giá được cổ phiếu cùng với tăng lợi nhuận tốt nhất. Vì sao lại vậy? Vì cơ bản khi chúng ta đầu tư chung cư cho thuê chẳng hạn, nếu như ở Sài Gòn thì lợi suất đâu đó khoảng 4%, ở Hà Nội thì lợi suất chỉ khoảng 3%. Nhưng nếu các anh chị trừ đi khấu hao hay trừ đi cái việc gọi là hỏng hóc của các cái thiết bị mình mua sắm cho người ta thuê, thì rõ ràng cái lợi suất cho thuê từ cái việc mua bất động sản cho thuê chỉ độ 2-3% thôi. Thậm chí đối với bất động sản đất nền thì thấp hơn rất nhiều
Trong khi đó thì đối với cổ phiếu, chúng ta có thể xây dựng được rất nhiều các cái danh mục có cái cổ tức tiền mặt lên đến 6,5 đến 8% mà không phải mất một cái chi phí khấu hao nào. Ngoài ra thì cũng giống như bất động sản có cái tiềm năng tăng giá tốt trong tương lai, thì rất nhiều các cổ phiếu ở Việt Nam vừa trả cổ tức mạnh, họ lại vừa có thể tăng trưởng kết quả kinh doanh, từ đó làm cho giá cổ phiếu tăng mạnh theo thời gian. Bởi vậy cho nên cái chiến lược đầu tư dài hạn, xây dựng danh mục dòng tiền thụ động đối với đầu tư cổ phiếu là rất phù hợp và hiệu quả cao. Cái điều này thì chúng ta cũng có thể tham khảo cụ Warren Buffett. Đó là khi cụ ấy đầu tư thì cụ chỉ quan tâm đến dòng tiền và cái triển vọng bền vững của doanh nghiệp mà thôi. Ví dụ như Coca-Cola chẳng hạn, thì mỗi năm tuy giá thị trường bây giờ là hơn 20 tỷ đô nhưng cụ mỗi năm nhận được có 700 triệu đô tiền cổ tức thôi, nhưng cụ vẫn duy trì và chỉ quan tâm đến cái dòng cổ tức đó tăng theo thời gian. Hay là đầu tư vào cổ phiếu Apple cũng như vậy. Và ở Việt Nam chúng ta hiện nay cái điều kiện để thực hiện được những cái danh mục như này thì là rất thuận lợi, bởi vì nhiều cổ phiếu đạt được cái mức đó. Tiếp theo, chúng ta sẽ ví dụ về một cái trường hợp cụ thể để anh chị thấy rằng cái đầu tư dòng tiền như thế nào. Ở trường hợp này là một cái trường hợp thực tế, AZFIN đã đầu tư từ năm 2013 đến nay. Sau khoảng gần 11 năm đầu tư thì cái cổ phiếu FPT này mang lại được cái lợi nhuận rất là tốt, dòng tiền rất cao. Nếu như năm 2013, cuối 2012, đầu 2013, mua 1.000 cổ phiếu FPT giá 36 triệu đồng, thì đến năm 2023 thì cái lượng cổ tức nhận được từ một cái 1.000 cổ phiếu đầu tư đó đã lên đến 12.650.000 đồng. Và tiếp tục tái đầu tư các cái nguồn tiền đó rồi là chia cổ phiếu, thì số lượng cổ phiếu nhà đầu tư nhận được đến cuối 2023 đó là 5.970 cổ phiếu. Như vậy có thể thấy với 36 triệu đầu tư ban đầu thì năm đầu tiên, năm 2013, thì chỉ nhận được 2 triệu rưỡi cổ tức, tương đương với khoảng 7% thôi. Nhưng đến năm 2023, lượng cổ tức là 12.650.000 thì tương đương với khoảng hơn 33% trên cái vốn đầu tư. Thì tức là chúng ta có thể thấy cổ phiếu FPT này thuộc một dạng gọi là có cái lợi tức tăng đều theo thời gian. Và ngoài ra thì cái tiền chúng ta tái đầu tư rồi công ty này chia cổ phiếu thì chúng ta cũng có được 5.970 cổ phiếu. Nếu tính theo giá thị trường tháng 10 2023 thì rõ ràng cái danh mục cổ phiếu này đâu đó lên tới 540 triệu cộng thêm cái dòng tiền như vậy. Đúng không? Và nếu như từ năm 2013 mỗi năm chúng ta bỏ ra khoảng 40 triệu đầu tư vào cổ phiếu FPT, tích lũy một cách đều đặn, thì đến nay chúng ta sẽ nhận được 63,2 triệu tiền cổ tức, tức là tương đương mỗi tháng hơn 5 triệu đồng cổ tức bằng lương nghỉ hưu của một giáo viên. Và số lượng cổ phiếu chúng ta tăng lên tới 30,4 ngàn cổ phiếu thì tương đương với khoảng độ 2 tỷ 800 triệu đồng. Nhưng nếu chúng ta cứ nhìn vào cái giá trị cổ phiếu là mấy tỷ, mấy trăm triệu thì chúng ta sẽ khó có thể giữ được cổ phiếu FPT bởi vì trồi sụt liên tục. Nhưng nếu chúng ta nhìn vào cái dòng cổ tức, năm nay, năm đầu tiên nhận 2 triệu rưỡi, năm sau là 2 triệu 8, năm sau nữa là 3 triệu rưỡi và đến năm thứ 10, 11 là 12 triệu 6 thì chúng ta sẽ có thể giữ được một cách lâu dài bền vững. Và hiện nay ở trên thị trường chứng khoán Việt Nam có khá nhiều các cổ phiếu có thể không được như FPT trong 10 năm qua nhưng cũng có thể tương đương với 50, 70, 80% của FPT trong thời gian trước để cho chúng ta có thể xây dựng danh mục. Và cái phần thứ tư lưu ý để đầu tư cổ phiếu dài hạn hiệu quả đó là cần phải lựa chọn cổ phiếu đầu tư dài hạn sao cho phù hợp nhất, từ đó mới mang lại được cái hiệu quả cao. Thì AZFIN có một cái tiêu chí riêng dành cho các anh chị để lựa chọn các cái cổ phiếu đầu tư dài hạn, đó là triết lý 3P. 3P ở đây là gì? Chúng tôi hay gọi là triple pay, tức là ở ba cái khía cạnh mang lại lợi nhuận cho chúng ta thì khi đó chúng ta mới được lợi nhuận cao và bền vững. Yếu tố P đầu tiên đó là tăng trưởng lợi nhuận bền vững. Thì khi một doanh nghiệp mà có thể tăng trưởng lợi nhuận một cách bền vững thì giá của nó thường cũng tăng theo cái tăng trưởng lợi nhuận đó. Tôi lấy ví dụ năm nay EPS là 1.000 đồng thì giá cổ phiếu là 10.000 đồng. Năm sau EPS là 1.200 đồng thì giá cổ phiếu sẽ tăng lên 12.000 đồng. Như vậy có thể thấy đấy là cái yếu tố
trả lợi nhuận cho nhà đầu tư đầu tiên. Đầu tiên. Và vì sao lại thêm cái yếu tố đó là bền vững? Đó là bởi vì chúng ta đầu tư dài hạn, cầm rất lâu dài. Chính vì thế cho nên yếu tố bền vững được xếp lên hàng đầu, chứ không phải là tăng sốc, tăng đột biến. Cái P thứ hai ở đây chúng tôi đưa ra, đó chính là trả cổ tức tiền mặt tương đối cao. Thì khi trả cổ tức, điều đầu tiên minh chứng đó là doanh nghiệp có tài chính thật, có tài chính chuẩn, từ đó họ mới trả cổ tức cho cổ đông. Tiếp theo, khi trả cổ tức mà vẫn tăng trưởng thì cho thấy cái hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp này rất cao. Họ vừa tăng trưởng vừa trả cổ tức. Thì những cái doanh nghiệp có cái hiệu quả kinh doanh cao như vậy là những cái doanh nghiệp thường đầu ngành, có lợi thế cạnh tranh đặc biệt và có vị thế tốt. Từ đó có thể duy trì được lâu dài cái dòng cổ tức. Và tiếp theo, khi trả cổ tức tiền mặt thì rõ ràng chúng ta sẽ có thêm một nguồn tiền có thể tiếp tục tái đầu tư, khiến cho lãi kép phát huy tác dụng một cách tối đa. Hoặc chúng ta có được dòng tiền để phục vụ cho cuộc sống, hướng đến tự do tài chính hay nghỉ hưu. Và yếu tố P thứ 3 đó chính là định giá rẻ. Thì khi chúng ta mua được cổ phiếu định giá rẻ thì rõ ràng khi định giá lại trở về mức bình thường, chúng ta lại có thêm một khoản lợi nhuận. Thì tôi lấy ví dụ trường hợp của cổ phiếu FPT. Trước đây chúng tôi mua thường PE từ 7 đến 12 lần. Tuy nhiên thì đó là một cái mức rất rẻ đối với một cổ phiếu công nghệ cũng có vị thế nhất định ở trên thế giới. Và nó thường xứng đáng với cái vị PE khoảng trên 2x chẳng hạn. Bởi vậy sau này khi định giá PE lên 2x thì riêng cái phần định giá lại đã nhân đôi toàn bộ lợi nhuận của chúng ta đầu tư vào cổ phiếu đó. Từ đó chúng ta kết hợp cả 3 P này thì tạo ra những cái cơ hội đầu tư hiệu quả rất cao trong dài hạn. Tiếp theo, cái yếu tố thứ 5 mà chúng ta cần phải xây dựng đó là chiến lược phân bổ danh mục cũng như chiến lược mua bán cổ phiếu như thế nào đối với một nhà đầu tư dài hạn cho hiệu quả cao. Thì đầu tiên đó là chia danh mục ra ít nhất là 5 mã cổ phiếu để tránh cái việc tập trung quá nhiều vào một cổ phiếu. Khi có rủi ro xảy ra thì chúng ta sẽ bị thiệt hại rất lớn. Thì đây chính là một cái nguyên tắc không bỏ trứng vào một giỏ, làm giảm thiểu những cái rủi ro bất ngờ, đột ngột đối với các cái cổ phiếu riêng lẻ. Rồi tiếp theo, trong 5 cổ phiếu đó chúng ta lưu ý tối thiểu là phải trong 3 ngành, chứ không phải 5 cổ phiếu và một ngành chẳng hạn thì cũng là rủi ro tập trung quá. Và tối thiểu phải 3 ngành để có thể đủ đa dạng cái danh mục của mình. Ngoài ra đối với mỗi ngành thì không được phép quá gấp 2 lần so với các ngành khác, gấp 2 lần so với trung bình các ngành khác. Anh chị lưu ý như thế. Và cái phần thứ hai trong cái chiến lược phân bổ danh mục đó là hãy chia tỷ trọng đều mỗi mã cổ phiếu với cái lượng tài sản như nhau, không phân biệt là tôi thích cổ A hay tôi thích cổ B. Bởi vì anh chị cứ lưu ý trong quá trình đầu tư của mình mà xem, thông thường những cái cổ chúng ta tin tưởng nhất, chúng ta phân bổ nhiều nhất thì những cổ lại hiệu quả kém nhất. Ngược lại những cái cổ chúng ta không để ý, phân bổ ít thường hiệu quả lại cao hơn. Do đó để cho an toàn và hiệu quả, chúng ta hãy chia đều danh mục ra làm nhiều mã khác nhau theo cái giá trị tài sản. Và yếu tố thứ ba đó là mua cổ phiếu khi giá chiết khấu với giá trị từ 20% trở lên và bán cổ phiếu khi vượt giá trị khoảng từ 5% ở trên, như minh họa ở slide bên tay phải đây. Những cái điểm mua của chúng ta chính là điểm B và điểm bán của chúng ta chính là điểm A. Như vậy là chúng ta đã cùng nhau trải qua đó là cái việc xây dựng chiến lược tư duy sao cho đầu tư dài hạn hiệu quả. Thì tôi xin tóm tắt lại như sau. Thứ nhất là hãy chuyển thời gian nhìn bảng điện tử vô ích thậm chí có hại sang việc nâng cao kiến thức để từ đó có thể đầu tư ngày càng bền vững, hiệu quả hơn. Thứ hai là xây dựng tư duy đầu tư giá trị. Đó là dựa trên các cái triết lý về tích tiểu thành đại, về đứng trên vai người khổng lồ và phát huy lãi suất kép. Yếu tố thứ ba là chiến lược hiệu quả, tập trung tạo dòng tiền thu nhập thụ động hướng đến tự do tài chính
đó chính là một chiến lược tốt, phù hợp với cái kênh đầu tư cổ phiếu cũng như với cái mục tiêu xây dựng tài sản hướng đến tự do tài chính của chúng ta. Yếu tố thứ tư là lựa chọn cổ phiếu cũng rất quan trọng theo tiêu chí 3P, đó là tăng trưởng mạnh và bền vững, trả cổ tức tiền mặt tương đối cao và định giá rẻ. Yếu tố thứ năm đó là phân bổ danh mục tài sản theo tài sản, đó là chứng khoán chỉ là một phần của các kênh tài sản mà thôi. Rồi trong chứng khoán thì hãy phân bổ ra làm tối thiểu 3 ngành và tối thiểu 5 cổ phiếu và chia các cổ phiếu đều nhau để tránh những cái rủi ro tập trung. Và việc mua bán cổ phiếu thì dựa trên định giá, dựa trên giá trị của doanh nghiệp để quyết định, đó là mua thấp hơn giá trị trên 20%, bán khi giá cao hơn giá trị khoảng trên 5%. Và tiếp theo, đây chính là cái nội dung ứng dụng cái triết lý 3P, đó là tăng trưởng bền vững, cổ tức tiền mặt cao, định giá rẻ. Anh chị và các bạn hãy lựa chọn lấy 3 cổ phiếu mà mình tâm đắc nhất và để dưới comment ở clip này với chúng tôi. Chúng tôi sẽ hỗ trợ đánh giá giúp các anh chị về những cổ phiếu này. Xin chào và hẹn gặp lại các anh chị ở phần tiếp theo.